của Thái Lan để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam. Trận đấu nằm trong khuôn khổ vòng loại thứ hai của World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là cuộc đấu sức tại bảng G. Bảng đấu còn có trận đấu diễn ra muộn hơn giữa Indonesia và Malaysia. Ở trận đấu giữa Indonesia và Malaysia thì đội Indonesia đã có bàn thắng mở tỷ số từ phút thứ 12. Vâng, như vậy là đúng, chúng tôi đã bình luận ở cuối hiệp 1. Và đội hai Việt Nam lập tức có xe đổi người, Công Phượng vào sân thay cho Tiến Linh. Sự thay đổi trên hàng tiền đạo. Hy vọng Công Phượng cũng như rất nhiều lần trước sẽ phát huy được khả năng của mình khi vào sân từ ghế dự bị. Trên đất Thái Lan vào tháng 6 tại King's Cup thì ở trận đấu gặp Thái Lan, khi vào sân Công Phượng đã chơi rất nỗ lực. Nhiều người đã dùng hình ảnh như một chú hổ có như được thả vào rừng, và anh đã phát huy tất cả những gì thuộc về khả năng của mình, khiến cho hàng thủ Thái Lan rất mệt mỏi trước khi hứng chịu bàn thua. Cho đến điểm này Thái Lan chưa thay người. Hiệp 2 trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam đã bắt đầu. Hiệp 2 Việt Nam bảo vệ cầu môn bên trái và nhỏ của bạn. Trong hiệp 1 thì những ngôi sao được chờ đợi nhất của hai đội đều đã không tỏa sáng, đó là Quang Hải và Chanthip Songkrasin. Đội Việt Nam đã có cơ hội ngay ở những giây đầu tiên, chính xác là giây thứ 18 đã có cơ hội. Rất tiếc là chúng ta đã không thành công, và sau đó Thái Lan đã triển khai một lối chơi nhuần nhuyễn có dấu ấn của ông Nishino. Trong thế trận có những lúc bị động nhưng Việt Nam về cơ bản vẫn bảo đảm cái lưu hình và chơi an toàn. Đây là Subhachok, cầu thủ đã chơi rất hay trong hiệp 1. Và lúc này thì Công Phượng sẽ là người đá cao nhất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Trong hiệp 1, Tiến Linh có một vài tình huống có thể làm tường, nhưng cầu thủ của câu lạc bộ Bình Dương đã không thể làm tròn vai trò của mình. Phía trên lúc này thì đội tuyển Việt Nam đang có một hàng tấn công gồm những cầu thủ không quá cao lớn nhưng đậm chất kỹ thuật, có khả năng chơi kết dính và đặc biệt mạnh về mặt tốc độ. Những tình huống của Công Phượng và Văn Toàn có thể sẽ là lý do khiến cho hàng thủ của Thái Lan gặp khó ở hiệp thi đấu thứ hai. Ở hiệp 1 của trận đấu, hai trung vệ Thái Lan là Pansa và Monenbia đã có một số tình huống tỏ ra chậm. Tuy nhiên rất tiếc là cầu thủ Việt Nam đã không khai thác được nhiều. Hy vọng hiệp 2 với sức mặt của Công Phượng thì Việt Nam sẽ chơi nhanh hơn ở những pha bóng tiếp cận với vòng cấm Thái Lan. Pansa Thiraton cho rồi, Thái Lan đã không thể liên lạc với nhau. Thiraton và Subhachok. Ở hiệp 1 của trận đấu, Thái Lan của huấn luyện viên Nishino đã chơi theo kiểu không có tiền nào thật sự. Phía trên cùng là ba cầu thủ Subhachok, Thitipan và Chanthip. Tuyến giữa gồm có Thanabun, Pitiwat và Sarak. Trong cách chơi của đội Thái Lan ở hiệp 1 thì Thiraton và Subhachok tương đối hiệu quả bên phía góc trái. Trong khi đó thì ở phía trong, Thitipan là người thường xuyên có những cuộc áp sát, sẵn sàng uy hiếp. Và cơ hội tốt nhất của đội Thái Lan trong hiệp 1 cũng là pha bóng mà Thitipan đã chơi như một trung phong. Vẫn là một tình huống đối mặt giữa Duy Mạnh và Subhachok. Trong hiệp 1, Subhachok đã có những pha tấn công rất nguy hiểm ở vị trí của Đỗ Duy Mạnh. Trọng tài Anas Ba Saud người Qatar cho đến lúc này đã kiểm soát trận đấu rất tốt. Trong số tất cả các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 ở khu châu Á vào thời điểm này, có lẽ không có trận đấu nào nóng bằng trận đấu này. Và ở những phút đã qua của trận đấu thì cũng
không ít những tình huống mà cầu thủ hai bên đã sử dụng tiểu xảo để duy trì sự lợi thế cho chính mình. Nhưng cái cách mà trọng tài đến từ Tây Á kiểm soát trận đấu tôi cho là rất khôn khéo. Nó không khiến cho trận đấu trở nên nóng quá mức và dẫn đến những pha bóng có thể nói là sụp đổ cho một bên nào đó. Bùi Tiến Dũng, Chanathip, pha đi bóng của Chanathip Song Krasin, quả phạt lên, Chanathip bị thổi phạt chứ không phải là Bùi Tiến Dũng. Trợ lý trọng tài đã can thiệp có thể nói là rất chính xác, không hề có tác động của Bùi Tiến Dũng. Chanathip mất đà và tự ngã. Quyết định rất chính xác của tổ trọng tài. Qatar là chủ nhà World Cup 2022 và trọng tài Ali Abda chính là trọng tài số 1 của Qatar. Và đây thường xuyên bắt chính ở những trận đấu đỉnh cao của châu Á. Cú chạm bóng vừa rồi là của Hùng Dũng. Manuel Bia, Chanathip, rất nguy hiểm, vẫn còn. Liên tiếp những tình huống tạo sức ép, đã có những cú sút được tạo ra. Cú đá đi trúng khung thành là của Titipan. Đội bàn đã phạm lỗi trong một tình huống mà đội Việt Nam cố gắng thoát pressing, đưa bóng lên. Pha phạm lưới của Sarac Yoen, cầu thủ đang chơi cho Bong Thong. Chúng ta xem lại pha dứt điểm góc hẹp của Titipan. Đây là cầu thủ rất toàn diện. Ở góc sút vừa rồi thì khả năng thành công của Titipan là không cao. Nhưng cái cách mà cầu thủ Thái Lan tiếp cận cơ hội với tốc độ nhanh và mạnh dạn dứt điểm là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Đáng khen cho Đặng Văn Lâm làm tốt nhiệm vụ của mình, khép góc tốt, phản xạ hợp lý và đẩy bóng ra ở khu vực an toàn. Tất cả những chi tiết đó tưởng là nhỏ, nhưng nếu như chúng ta chỉ cần một chút sơ sẩy, mọi chuyện hoàn toàn có thể sẽ trở nên khó lường hơn, phức tạp hơn. Một tình huống đạp rất nguy hiểm của Titipan đối với Quế Ngọc Hải. Titipan là cầu thủ toàn diện và cũng rất nhiều tiểu xảo. Chúng ta đã chứng kiến điều này ở trận đấu tại Kings Cup. Pha bóng xứng đáng và nhận thẻ của số 8 Thái Lan. Trọng Hoàng, Trọng Hoàng đang chơi rất nỗ lực sau thời gian phải dưỡng thương. Chúng ta hy vọng hiệp 2 Trọng Hoàng và Duy Mạnh sẽ phối hợp tốt hơn, không để đội bạn thường xuyên tấn công vào cánh phải của Việt Nam. Văn Toàn, Hồng Duy. Hiệp 2 chúng ta cũng chờ đợi những pha phản kích của Hồng Duy. Công Phượng, Công Phượng đã không thể vượt qua hậu vệ đội bạn. Đường truyền là của Trọng Hoàng. Pha cắt bóng của Pasa Hemibun, trung vệ có chiều cao 1m90.
Trọng Hoàng rất nỗ lực. Đường truyền của Quế Ngọc Hải. Tuấn Anh. Lại là Tuấn Anh. Cầu thủ Thái Lan phù hợp, hỗ trợ cho nhau rất tốt. Đường phát triển tấn công của đội tuyển Việt Nam trong tình huống vừa rồi với Quang Hải đã bị chặn lại bởi hai hậu vệ của đội tuyển Thái Lan. Những đường lên bóng vừa rồi của đội tuyển Việt Nam chưa tìm ra được những kẽ hở, chưa có khả năng tiếp cận những cơ hội, nhưng ít nhiều việc dâng cao lên, đẩy những tình huống lên phía trước cũng khiến cho đối phương phải cẩn trọng hơn. Đó cũng là một cách phòng thủ. Lại là một pha tấn công biên của Subachok. Thiraton. Subachok. Đến lúc này Subachok là cầu thủ nổi bật nhất của Thái Lan. Xoay người sút ngay. Cú đá của Titipan. Duy Mạnh. Trọng Hoàng. Cả hai bên đều cố gắng giữ tư hình cả trong tấn công cũng như phòng ngự. Subachok. Trọng tài đã không thổi phạt. Subachok, không phải, đó là Thiraton. Nguy hiểm, Charathip. Bùi Tiến Dũng và một cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam đã kịp thời băng vào. Rất nguy hiểm. Liên tiếp những cú sút xa. Biến đánh sở trường của đội Nhật Bản và Thái Lan trong quá khứ đã bắt đầu xuất hiện trở lại. Có thể nói là cả 6 cầu thủ đá trên cao nhất của Thái Lan đều có thể sút xa. Từ Subachok, Titipan, Chanathip cho đến Titiwat, Sarak và Thanabun. Đến lúc này Thái Lan vẫn chưa thay người. Thiraton. Pha hỗ trợ phòng ngự là của Văn Toàn. Subachok. Cầu thủ Thái Lan vẫn tỏ ra rất thuần thục với những pha bóng ở bên cánh trái. Đường truyền của Chanathip. Rất may là đội bạn đã không thể xử lý gọn gàng. Thanabun. Thanabun là người đá thấp nhất ở tuyến giữa của Thái Lan. Ở tình huống tấn công gần nhất của đội tuyển Thái Lan, một lần nữa bóng lại treo sang vị trí phòng ngự của Nguyễn Phong Hồng Duy. Và Thitipan đã đứng ngay sát bên cạnh. Hồng Duy để bóng qua đầu. Cho dù đoạn cuối của pha bóng không phải là một tình huống quá nguy hiểm, nhưng pha đổi hướng tấn công này của đội tuyển Thái Lan đã được thực hiện ít nhất là vài lần trong những phút đã qua. Và Hồng Duy chắc chắn sẽ cần phải quan tâm nhiều hơn đến vị trí đứng của mình và cách di chuyển của đối phương để có thể có được những phương án phòng ngự tối ưu.
cầu thủ của Mueang Thong Sarak Yuen đang bị đau. Pha va giảm giữa Trọng Hoàng và số 4 đội bạn. Chúng ta xem lại pha bóng rất kỹ thuật của Chanahit Song Krasin. Tôi thì quan tâm nhiều hơn đến đường mở bóng sang cánh phải cho Fitipan. Nó giàu tính chiến thuật và có đầy đủ cảm giác của Chanahit. Và nếu như Fitipan xử lý quyết liệt hơn thì tình huống đó hoàn toàn có thể đem đến một rắc rối không nhỏ cho Đặng Văn Lâm. Thực ra thì những pha bóng như vậy cách đây 4 năm chúng ta cũng đã thấy ở Thái Lan rất thường xuyên dưới thời Kim Thị Sắc. Kim Thị Sắc với kinh nghiệm và thâm niên của mình đã giúp cho Thái Lan có một lối chơi đẹp và rất hiệu quả. Rất tiếc là những bất đồng trong nội bộ Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã khiến cho Di Cô Thái phải ra đi. Rất nhiều người chắc chắn vẫn còn nhớ pha bóng như làm xiết của cầu thủ Thái Lan ghi bàn vào lưới Việt Nam ở sân Mỹ Đình cách đây 4 năm. Sau 4 năm mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ Việt Nam tạm thời vươn lên. Tuy nhiên nếu như Thái Lan có sự thay đổi tích cực dưới thời Nishino thì theo chúng tôi đó cũng là một điều rất là tốt cho sự phát triển chung của bóng đá Đông Nam Á. Khi mà Việt Nam và Thái Lan đã xác định là mình vươn tầm lên thì nếu có một cuộc đua song mã của hai nền bóng đá cũng là chuyện rất tốt. Trong hiệp 1 của trận đấu, vị trí của Hùng Duy ít gặp phải thử thách hơn so với Trọng Hoàng. Hơi khó hiểu trên đường truyền vừa rồi của Đặng Văn Lâm. Công Phượng. Thirathon, Supachok. Đường chuyền vào là của Christian Đỗ, không có lối về vị của cầu thủ Thái Lan. Trọng Hoàng đang nằm sân. Trong thành phần sang Thái Lan lần này, ban huấn luyện đội Việt Nam có 3 người đồng hương của ông Park Sơ. Ngoài trợ lý số 1 Yang Jin còn có bác sĩ Cho Ju Yang và huấn luyện viên thể lực Park Sung Kim. Lee Yang Jin và huấn luyện viên Park Sơ khi còn là cầu thủ đều từng chơi cho câu lạc bộ Lucky Gold Star. Lúc bây giờ danh thủ Thái Lan là Pia Pong cũng chơi cho Lucky Gold Star. Trước khi Kia Thị Sắc trở thành một ngôi sao lớn của bóng đá Thái Lan thì Piat Popion là biểu tượng của bóng đá Thái. Và trước khi từ giã màu áo của đội tuyển quốc gia, Piat Pong đã kịp vô địch SEA Games năm 1993. Khi đó thì Kia Thị Sắc cũng có mặt trong đội hình nhưng là một cầu thủ rất trẻ. Pia Pong là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên thi đấu tại K-League, tức là giải nhà nghề của Hàn Quốc. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang đứng vững trước lối chơi có thể nói là đường nét hơn trước rất nhiều của Thái Lan. Cùng với đó là cả những kinh nghiệm và tiểu xảo. Đường chuyền dài của Quế Công Hải. Bóng đã chạm tay của Trọng Hoàng.
một tình huống rất nỗ lực của Trọng Hoàng để tạo ra đột biến về chiến thuật. Đó là một tình huống không dễ để kiểm soát. Pansa, Dushan đỗ, đường truyền của Thanabun, Boba trung vệ Việt Nam vẫn đang rất cố gắng bao lót cho nhau. Hồng Duy, Công Phượng, pha va chạm giữa Công Phượng và Tristan Đỗ. Vũ Văn Thanh vào sân, Trọng Hoàng rời sân. Trọng Hoàng đã rất nỗ lực thi đấu cho đến điểm này. Mới trở lại sau chấn thương, Trọng Hoàng đã cố gắng đá chính và lúc này anh nhường vị trí cho Vũ Văn Thanh. Văn Thanh sẽ thay Trọng Hoàng ở vị trí đá bên cánh phải. Văn Thanh là cầu thủ khỏi chấn thương chưa lâu và đã tập luyện rất nỗ lực để trở lại đội tuyển. Công Phượng có thể dứt điểm không được, cú đá là của Hùng Dũng. Trong tình huống này thì Manuel Bia và thủ môn Sivarak đã chơi không ăn ý. Đỗ Hùng Dũng là tiền vệ công thủ toàn diện nhưng đá ở đội tuyển anh phải gánh trọng trách phòng ngự nhiều hơn, đặc biệt là khi đá cùng với Xuân Trường hoặc là Tuấn Anh. Cho đến điểm này Thái Lan vẫn chưa thay người. Tristan Đỗ, Văn Thanh. Trong một ngày khỏe mạnh thì Văn Thanh là hậu vệ biên công thủ toàn diện. Chúng ta rất mừng khi cả Văn Thanh lẫn Tuấn Anh đều đã ổn định sau chấn thương. Họ đều đã phải dưỡng thương dài. Thái Lan thay người và bây giờ tiền đạo cao kiều Subhachai vào sân. Rời sân là tiền vệ Sarak. Ông Nishino bắt đầu sử dụng tiền đạo thực sự. Việt Nam đã thay hai cầu thủ, còn Thái Lan thay người đầu tiên. Subhachai là cầu thủ nằm trong độ tuổi U23. Trận đấu diễn ra cùng bảng G giữa Indonesia và Malaysia và lúc này đang có tỷ số là 2-1. Hai bàn thắng của Indonesia đều thuộc về Beto, trong khi đó bàn gỡ của Malaysia thuộc về Sumare. Nên nhớ là Indonesia thuộc nhóm bốc thăm, có thể nói là yếu nhất tại vòng loại World Cup châu Á. Đây mà họ đang dẫn Malaysia. Điều đó đủ để chứng tỏ rằng bảng đấu này sẽ là rất khó lường. Trận đấu giữa Indonesia và Malaysia diễn ra tại chảo lửa Gelora Bung Karno. 90.000 vé bán hết bay. Một trận đấu có sức nóng của hai đội bóng có nhiều duyên nợ. Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia ở cùng bảng đấu. Đây là bốn quốc gia đã đồng đăng cai vòng bảng của Asian Cup 2007. Chúng ta hãy chờ xem ông Nishino sử dụng anh chàng cao kiều Subhachai như thế nào.
Supachai là cầu thủ của Buriram Jutit, đồng đội cũ của Xuân Trường. Supachai mới 21 tuổi. Phút thứ 70 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều. Cho đến lúc này của trận đấu thì Thái Lan vẫn là những người nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát trái bóng. Nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn biết cách để có thể tạo ra một sự cân bằng tương đối. Tuấn Anh, pha xử lý khôn khéo của Tuấn Anh. Vũ Văn Thanh, tiếp tục là Văn Thanh, đột phá chân trái, cú đá trúng đích nhưng nó không tạo ra một đột biến quá lớn với tình huống dứt điểm cuối cùng. Cú đá đi đúng vào vị trí của thủ môn Sivarak. Khi mà Trọng Hoàng đã xong vai trò của mình thì Văn Thanh còn khỏe vào và chúng ta đã phần nào đó đè lại được cánh của đội bạn. Đó là một điều rất hay. Thitipan, với một tiền đạo thực thụ là Supachai Jaidet, đội tuyển Thái Lan đã có thể sử dụng Thitipan ở vị trí tiền vệ trung tâm. Nhưng đây là lúc mà có thể là thể lực của Thitipan không còn quá tốt như trước. Đường truyền là của Supachok, lỗi biệt vị. Trợ lý trọng tài số 2 An Samari đã căng gờ báo về vị. Cầu thủ Việt Nam rất vất vả. Rất may là Supachai xuống sớm một chút. Supachai là cầu thủ được xuất hiện nhiều tại AFF Cup cuối năm ngoái. Thitipan đã xuống sức và dường như pha tranh chấp gần nhất đã khiến cho cầu thủ này nỗ lực quá sức. Có lẽ là Thitipan không thể đá tiếp. Thitipan là cầu thủ khôn ngoan và cũng thi đấu với nhiều sức mạnh. Kể từ sau năm 1975 thì đội tuyển bóng đá Việt Nam bắt đầu tham dự các trận đấu vòng loại của World Cup từ kỳ World Cup năm 1994. Và kể từ đó đến nay thì bóng đá Việt Nam chưa một lần lọt vào tới vòng loại cuối cùng của cúp châu Á, nơi luôn góp mặt những đại biểu ưu tú nhất của châu lục. Với những thành công của bóng đá trẻ và cấp độ đội tuyển quốc gia ở quãng thời gian hơn một năm qua, đây là lúc chúng ta hy vọng rằng huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ của mình sẽ đi đến vòng loại cuối cùng và viết tiếp ước mơ đến với World Cup của bóng đá Việt Nam. Vẫn sẽ là quá sớm để nói về kết quả của những gì mà Park Hang-seo và các học trò có thể đạt được. Nhưng việc khẳng định mình thêm một lần nữa với những trận đấu ở vòng loại thứ hai này, trong đó có các trận đấu của đội tuyển Việt Nam với những đội bóng ở khu vực, rõ ràng sẽ là hết sức đáng chú ý. Đoàn Văn Hậu vào sân. Rời sân là Đỗ Duy Mạnh. Duy Mạnh bị đau và không thể đá tiếp. Văn Hậu sẽ vào để đá trung vệ. Văn Hậu và Trọng Hoàng, đôi cánh của đội tuyển Việt Nam tập trung đội tuyển lần này trong trạng thái chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương. Nhưng tính chuyên nghiệp, thể lực của tuổi trẻ và sự khát khao đã giúp cho họ tiếp tục góp mặt. Trọng Hoàng thì đá chính, còn Văn Hậu
xuất hiện ở khoảng 15-20 phút cuối trận. Và đó là những giây phút rất cần thiết. Văn Toàn tiếp tục dẫn vào, chuyền ngang, không được. Văn Toàn, Quang Hải vẫn không được. Chàng là tiếp Song Krasin. Vẫn lại là một pha tấn công vào cánh phải của đội Việt Nam. Nếu tôi không lầm thì đó đã là lần thứ 3 kể từ đầu trận hàng thủ của đội tuyển Thái Lan với những cầu thủ có vóc dáng tốt nhưng có phần chậm chạp vụng về đã mắc lỗi. Nhưng đáng tiếc là đội tuyển Việt Nam lại không tận dụng được. Vâng, tôi đã hơn một lần nhắc đến điều này từ hiệp 1, nhưng mà tiếc là chúng ta vẫn chưa thành công ở những pha đối mặt với hậu vệ Thái Lan. Cầu thủ vào sân là số 22 Giradon, 27 tuổi, đang chơi cho câu lạc bộ Samut Prakan. Thitipan, cầu thủ đang chơi tại G-League cho Uita Trinita, đã rời sân. Thitipan là cầu thủ có thể nói là tích cực nhất và thậm chí có thể coi là nguy hiểm nhất trong trận thi đấu của đội Thái Lan trong những phút đã qua. Việc vừa phải nhô cao như một tiền đạo và hoạt động rộng để tạo ra ảnh hưởng đã khiến cho Thitipan mất nhiều sức. Và vừa rồi có lẽ là đã là một tình huống quá sức của số 8. Ngoài 3 vị trí chính thức đang chơi ở G-League thì trên cái dự bị của Thái Lan có 2 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài, đó là Tumon Kawin bắt cho Leuven của Bỉ và Sasarak cũng chơi ở G-League cho Yokohama Marinos, đồng đội của Thiraton. Như vậy là Thái Lan đã thay cầu thủ cuối cùng, tiền vệ Phithiat rời sân. Vào sân là số 21 Sivakorn. Subachok. Công Phượng. Rất tích cực. Tiếp tục là Công Phượng. Đường chuyền dành cho Văn Toàn. Trình bóng. Dứt điểm. Rất tinh đâu. Đối mặt. Rất tiếc là Văn Toàn đã không thành công ở pha bóng đối mặt với thủ môn đội bàn Sarawak. Đây là một pha bóng có lẽ đã nằm trong sự tính toán của cả đội. Một pha bóng không dễ gì có được. Pha phượt của hai người bạn thân Công Phượng và Văn Toàn đã có tiểu xảo nhất định từ Thiraton, và ở thời điểm cuối trận khi mà sức đã xuống thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức dướn của Văn Toàn. Tôi nghĩ rằng trong tí vừa rồi thì Thiraton đã chơi bằng tất cả những trải nghiệm của mình với bóng đá đỉnh cao. Anh xoài người ra để đón cú đá nếu như Văn Toàn dứt điểm. Và trong thực tế là Văn Toàn đã thực hiện cú chặt bóng, thì Thiraton vẫn còn đó một động tác gài người đủ để cho cầu thủ đối phương không thể dứt điểm. Và đó là pha bóng mà nếu như Văn Toàn có nhiều hơn một chút dẻo, độ dẻo của cơ thể thì may ra mới có thể tận dụng được thời cơ. Chúng ta đang chứng kiến một trận đấu hao tổn rất nhiều sức lực của cầu thủ hai bên. Trận đấu không quá hay, không quá hấp dẫn, nhưng xứng đáng là trận cầu đỉnh cao của Đông Nam Á.
Phút thứ 80, tỷ số vẫn đang là không đều. Không loại trừ khả năng trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Thái Lan sẽ phải sử dụng những tình huống bóng bổng, khi họ đang có Subhachai, tiền đạo mục tiêu ở phía trên. Lỗi là của Văn Thanh. Hai bên đều đã thay đủ cả ba cầu thủ được phép. Kiraton và Subhachai. Trận đấu đã có tất cả 17 lỗi, 10 lỗi thuộc về đội chủ nhà. Kiraton đánh đầu, pha dứt điểm của trung vệ cao 1m90 Pansa Hemdibun. Có cảm giác là những trải nghiệm với bóng đá đỉnh cao của Thái Lan đã giúp cho Đặng Văn Lâm chững chạc hơn, có thể chỉ huy tốt hơn những pha bóng cố định và khống chế tốt hơn những quả bóng bổng. Trong những phòng như vừa rồi, Thái Lan có hai phương án về chiều cao. Tiền đạo mới vào sân thay người Subhachai và trung vệ Pansa Hemdibun. Rất nỗ lực nắm bắt cơ hội. Đi bóng tiếp. Đó là Văn Toàn. Đường chuyền của Tuấn Anh. Chọc khe không biết gì. Một mình giữa 4-5 cầu thủ. Rất đơn độc. Pha xử lý của Văn Toàn đơn độc như anh đã hết sức nỗ lực. Một mình giữa 5 cầu thủ đội bạn. Đúng là như cái cách mà Văn Toàn vừa giải thích với các đồng đội. Không có ai cả. Không có ai dâng lên đủ nhanh để có thể tạo ra một tình huống phù hợp với số 9. Nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta cũng cần phải có một lời khen dành cho Văn Toàn ở trận đấu này. Anh là người đã mở đầu trận đấu cho đội tuyển Việt Nam với một tình huống mang đúng phong cách của mình. Tốc độ. Hơi tiếc một chút về khả năng tận dụng thời cơ của Văn Toàn và các đồng đội ở trận đấu này mà thôi. Tôi có cảm giác rằng đây là trận đấu có hơi hướng giống như những gì mà chúng ta đã trải qua ở King's Cup. Trong trận đấu bán kết của hai đội hồi tháng 6, Thái Lan có khả năng kiểm soát trận đấu nhỉnh hơn chút ít và có nhiều thời điểm họ tạo ra sức ép tốt. Nhưng về cơ bản, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì được sự chủ động tương đối và chúng ta biết cách kiên nhẫn để chờ đợi thời cơ. Tuấn Anh. Trên sân lúc này đội Việt Nam có 5 cầu thủ của câu lạc bộ Anh Gia Lai. Và tôi vẫn đang kỳ vọng Tuấn Anh được giữ đến phút này trên sân sẽ có những pha bóng chọc khe nào đó. Subhachai. Chúng ta đã rất nỗ lực và tập trung để ngăn chặn những cú sút xa. Cú đá cuối cùng của Subhachai đã vấp phải và truy cản của Bùi Tiến Dũng. Cho đến phút này thì một cầu thủ đã chơi năng động như Subhachai thì cũng khó lòng có thể duy trì được sự dẻo dai. Có thể vẫn lắt léo đâu đó, nhưng đến thời điểm cuối cùng khi ra chân thì tốc độ cũng không còn được tốt như trước. Rõ ràng là với những cầu thủ tấn công thì đến lúc này những pha bóng chúng ta vẫn gọi là tới cùng rất khó, luôn cần có sự viện trợ. Tuấn Anh đánh đầu giải nguy.
Quang Hải. Tiraton. Công Phượng vào sân đá nỗ lực để tìm kiếm những sự liên lạc với đồng đội Văn Toàn. Loạt trận vòng loại World Cup 2022 của khu vực châu Á sẽ tiếp tục diễn ra trong tháng 9. Nhưng ở lượt trận thứ 2 thì đội tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ. Khi đó thì đội tuyển Indonesia sẽ chơi sân nhà để tiếp tục tiếp đội tuyển Thái Lan. Còn đội tuyển Malaysia sẽ là chủ nhà trong trận đấu gặp đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại với lượt trận trong tháng 10. Vào ngày 10 tháng 10 thì đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đội tuyển Malaysia trên sân nhà. Và vào ngày 15 tháng 10 thì đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Indonesia. Rất đẹp. Quang Hải. Văn Toàn di chuyển. Quang ơi! Chuyền ngang. Trình bóng Công Phượng. Không được. Một tình huống mà bộ ba Quang Hải, Văn Toàn, Công Phượng đã cố gắng liên lạc với nhau. Tuy nhiên cầu thủ Thái Lan vẫn chứng tỏ được kinh nghiệm và sự láo luyện của mình. Lỗi của Bùi Tiến Dũng. Một trận đấu rất căng thẳng và trọng tài đã phải nhắc nhở bao nhiêu cả hai đội. Bùi Tiến Dũng với nỗ lực ngăn chặn Chanathip Songkrasin. Trong tháng 11, cả hai trận vòng loại của Việt Nam đều thi đấu ở sân nhà gặp UAE và trở lượt về với Thái Lan vào ngày 19 tháng 11. Chiếc thẻ vàng. Tiraton. Văn Lâm đã làm chủ được tầm cao. Hiện nay ở Thái Lịch, đội Muang Thong của Văn Lâm đang xếp thứ 6 sau 25 vòng đấu. Thái Lịch có sơ mặt của 16 đội. Đến lúc này Buriam Jutit dẫn đầu, thứ hai là Chiang Rai. Việc chỉ tập trung một mình Supachai Zadet cho đợt thi đấu này, cùng với việc cầu thủ đó cũng không được đá ngay từ đầu, chỉ ra một vấn đề rất rõ với phong cách của huấn luyện viên Nishino. Ông muốn chơi một số đông cầu thủ ở giữa sân và sử dụng số đông đó áp đảo rồi tấn công từ nhiều hướng khác nhau, nhưng rõ ràng là không có một sự chuẩn bị cụ thể cho một phương án tiền đạo nào. Và ngay cả khi Supachai Zadet vào sân thì phương án phục vụ cho Supachai hay sử dụng Supachai để làm tường cũng không hề xuất hiện. Đội tuyển Thái Lan gần như không tập kỹ với phương án có Supachai dưới đất hay nói cách khác là tiền đạo cụ thể nào. Thanabun vừa rồi đã phải nhận thẻ vàng. Trong cả trận hôm nay thì Thanabun luôn là tiền vệ đá thấp nhất của Thái Lan.
phút thứ 90. Cách biệt vẫn chưa được tạo ra. Một ngày không có nhiều dấu ấn của cả Chanathip lẫn Nguyễn Quang Hải. Quang Hải, quả chuyền, cú sút. Rất đáng tiếc lại bị trượt chân trụ. Đó là Công Phượng. Thời gian vừa qua Công Phượng không được thi đấu nhiều ở câu lạc bộ Saint Truiden tại Bỉ. Hết sức đáng tiếc cho một cầu thủ có trình độ và vào sân còn khỏe như Công Phượng. Anh đã dồn lực toàn bộ cho cú đá, nhưng phần nào đó chân trụ đã bị trượt ảnh hưởng đến pha dứt điểm. Một hình ảnh điển hình cho việc không được thi đấu nhiều nó ảnh hưởng như thế nào đến phong độ. Đó là vấn đề cảm giác. 4 phút đá bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai. Công Phượng. Công Phượng đi bóng. Đây là Văn Toàn. Quả phạt cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ phía trên của đội tuyển Việt Nam vẫn đang còn rất dẻo dai. Pha phạm lỗi của Tristan Đỗ, cầu thủ mang trong mình một phần dòng máu Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo vừa rồi đã phải nhận thẻ vàng. Với thẻ vàng thì ông vẫn có thể chỉ đạo cao thủ trong sân. Liệu có thể có một đường truyền như Lương Xuân Trường đã từng tạo ra ở Kings Cup hay không? Còn 3 phút và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Công Phượng đá phạt. Rất cố gắng che bóng. Và bản công đã bị chặn lại. Hôm nay là một ngày thi đấu cực kỳ cố gắng của Nguyễn Tuấn Anh. Đến lúc này Việt Nam đã đội có nhiều cơ hội rõ rệt hơn. Rất tiếc là chúng ta vẫn chưa thể ghi bàn. Sau đây 3 ngày, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sát cánh cùng U22 Việt Nam thi đấu với U22 Trung Quốc tại Vũ Hán. Đài truyền hình kỹ thuật số VC cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 9. Và giống như các trận đấu khác, VOV, VTC và Next Media sẽ thực hiện cho các đài phát thanh truyền hình trong cả nước tiếp sóng nguyên trạng. Marathon. Pha kiểm soát tầm cao vừa rồi là của Đoàn Văn Hậu. Đường truyền của Quang Hải. Văn Toàn. Văn Toàn phạm lỗi. Công Phượng. Hồng Duy. Những giây cuối cùng của trận đấu và một điểm trên thời gian là kết quả theo chúng tôi là tốt với đội Việt Nam. Văn Lâm. Góc sút đẹp đi nhiều. Xuất sắc, rất xuất sắc, rất xuất sắc. Tỷ số vẫn là không đều.
Supachok là người đã có cơ hội ở đúng khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu trên sân Thammasat. Văn Thanh đã có phần chủ quan trong tình huống này. Tình huống băng ra đầu tiên của Văn Lâm là hợp lý. Và ở khoảnh khắc cuối cùng quan trọng nhất, Văn Lâm vẫn đứng đúng chỗ. Rất may cho đội tuyển Việt Nam. Một tình huống có thể nói là hú vía. Nhưng ở thời điểm quan trọng nhất thì cầu thủ áo đỏ vẫn đứng vững. Kết quả hòa không đều trên sân Thammasat của Thái Lan ở lượt trận đầu tiên tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 đối với đội tuyển Việt Nam là một kết quả hợp lý. Đây là một sự khởi đầu có lẽ là tốt dành cho một chiến dịch mà chúng ta đặt nhiều kỳ vọng. Khoan hãy nói về con đường có thể tiến tới của đội tuyển Việt Nam. Hãy nhìn tới những gì mà chúng ta sẽ phải đối mặt với các đội bóng ở khu vực. Và Thái Lan trong trận đấu đầu tiên là một thách thức. Và đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã đứng vững. Thậm chí trong trận đấu này đã có nhiều khoảnh khắc mà chúng ta có thể nhìn thấy cơ hội. Đáng tiếc là các chiến sút áo đỏ đã không tận dụng được. Các bạn thân mến, buổi tường thuật của chúng tôi trận đấu giữa hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại thứ hai của World Cup 2022 khu vực châu Á xin được dừng lại đây. Xin thân ái tạm biệt. Và ngay sau đây là phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi.